Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã vận động được trên 15 tỷ đồng ủng hộ vào nguồn quỹ vì người nghèo năm 2022. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động được trên 8 tỷ 200 triệu đồng từ 11 doanh nghiệp và 107 cơ quan đơn vị. Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố vận động được trên 7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phân bổ hỗ trợ xây dựng sửa chữa làm mới 424 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phân bổ trên 8,7 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo tại các địa phương xây mới 193 nhà đại đoàn kết. Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ xây mới và sửa chữa 231 nhà trị giá trên 6,3 tỷ đồng. Ngoài ra còn kịp thời hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ khó khăn, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh nghèo vượt khó hiếu học với số tiền hàng tỷ đồng.